Ok, hello, xin chào mọi người. Mình là Kia, thì hôm nay mình sẽ chơi Minecraft server 2 pixel. Thì hiện tại bây giờ là game này nó có một cái mod. Game mod là Zombie. Đấy, Zombie mà chơi theo quay ấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vô nó thôi. Mình mới mod thêm một số mình mới mod thêm cái hiệu ứng nè. Hiệu ứng này khá là lâu rồi nhưng mà mình thấy khá là đẹp nên là mình quyết định tìm và mod cho bằng được cái hiệu ứng di chuyển này. Đấy, nhìn như thật ấy. Ồ, đánh đấm rất là cua cây à. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu thôi. Đây cái zombie của nó từ từ cái này phong cả đúng rồi nó nè ấy cái nào nhỉ, chắc mình sẽ chơi normal trước đi. Ok vô trận thôi. Để coi thử mình có cần mình đây không ta. Chắc là không. Ui, một thanh niên đang mặc skin ơi, skin gì mà không có đầu à, có nè, rồi hai con mắt nằm ngay dưới. Ôi nhìn cua cây vãi. Ok, nguyên cái cuốc là nguyên cái pistol, nguyên cái súng lục. Ok, bây giờ mình sẽ đứng đây mình canh tụi nó mới được. Bọn zombie này nó phá cái này nhanh lắm. Yeah, một cái. Ây da, sao không ai chịu canh cái này kỳ vậy? Hú hồn. Đó, 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 xuất hiện đó. Ôi, no, sao không ai canh bên này hết trơn vậy? Thanh niên kia làm cái gì? Không biết nữa. Ôi, rồi, 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 rồi. Ai thấy là thấy không ổn rồi đó. Trời ơi. Kiểu này sao sống nổi trời, không biết nữa. Ôi, rồi, 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 rồi. Ôi, bọn này ra đúng nhanh luôn. Một mình gánh kim sao nổi trời. Ôi, mình giết nhiều nhất luôn mới khổ chứ. Nãy giờ là có mình. Ô, đau, đau, đau. Ôi, bọn này nó mặc giáp luôn rồi. Mày à con. Mày à, mày à con, mày à con. Ôi, mình không biết mình đang chơi gì, mình đang chơi kiểu gì luôn nè. Ôi, một mình gánh tim. Oh man, đùa à. Ok, cứu được một thằng. Á, dạ, đau quá. Ôi, một mình gánh tim chịu sao nổi trời. Ok. Rồi, thấy là mình thấy thất bại rồi đó. Chắc là mình sẽ mở cửa ngay chỗ này đi. Ok, mình mở được chỗ này rồi. Để coi vô trong này nó có cái gì đây coi. 750 cây. Ui, 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 ơ, 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 hú hồn. Ôi, bọn zombie nó xuất hiện nhanh thiệt. Ôi ơi, cái bọn zombie bít. Cái bọn con heo nữa nè. Ok, này, mày lấy đây. Một mình có cân tim luôn cũng được nè. Ok, bây giờ mình sẽ phải sửa cái này. Mình sửa cái này thì nó sẽ cho mình thêm tiền. Ok, sửa xong rồi, bây giờ tiếp tới bên này nữa. Nói chung là có bao nhiêu là sửa hết bấy nhiêu. Rồi, một thanh niên đã bị dệt hành nữa. Ấy. Ủa, nó nằm đâu vậy? Ô, đau, 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 đau. Ủa, đau thiệt đó chứ. Ôi, cái bọn này zombie nó đi cứng đúng đúng cua cây luôn. Không nỡ lòng nào giết nó. Ok, vô trận rồi. Bây giờ mình sẽ coi thử trong này nó có giáp hay là cái gì không ta. Có rip nè. Cây súng gì vậy? Ôi, ôi con chó. Ôi da, má chó đâu ra vậy? Ôi hú hồn. Ôi sau lưng nữa. Ôi, mình vô nhầm cái lộn, mình vô lộn chỗ rồi. Ai da, mấy thanh niên kia lại chết nữa. Ôi, mấy thanh niên này không thèm giết zombie luôn. Ôi, nó còn lô một đống vô trong đây nữa. Công nhận mấy thanh niên này lầy quá. Rồi, 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 xin lỗi, đời mình quá nhỏ luôn. Làm sao mà gánh tim nổi đây, không biết nữa. Rồi, 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 chết chắc luôn, thua rồi. No. Ok, máu mình lên lại rồi. Yeah, được 800 mấy rồi đó, quá sướng. Mày à con. Ok, lên được round thứ 5 rồi. Ồ, một mình gánh tim luôn mới chịu chứ.
Ôi khiếp. Ok, mua súng cái rồi kính sâu được 32 viên. Ơ à, khoan, để mình sửa cái này lại. Mày ơi, quay, ôi hú hồn. Ôi ơi, ở đâu ra vậy? Thôi, cái bọn zombie nhỏ nhỏ nó đã chạy nhanh rồi mà nó còn cầm thêm cái ow, no no. No no no, từ từ. Ok. Ây da, sao mấy thanh niên này chết sớm như vậy? Ôi ơi, sợ thiệt cái chứ. Ôi ơi, con chó, thôi, đau. Ây da, bây giờ làm sao đây? Ôi, ui hú hồn, hên quá còn sống. Ôi, một mình gánh kim nãy giờ luôn ấy. Rao thứ 6 rồi đó. Ôi, sống sót được lên được cái rao thứ 6 cũng hay chứ. Không ngờ tới luôn. Bây giờ mình chỉ cần để dành lên 750 là mình sẽ vô chỗ này được rồi. Đấy, bọn nó xuất hiện nữa kìa. Mày hả con? À, còn đâu nữa? Cũng may là cây súng này được 32 viên ấy chứ. Ui, 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 hú hồn. Rồi, một thanh niên lại nằm nữa. Ai, ôi, nằm hết luôn mới lầy chứ. Ôi, bây giờ mình phải đi cứu mấy thanh niên này, khổ thiệt. Ok. Yeah, hay quá, cứu được rồi. Rồi, chạy là thượng sách rồi đó. Mình nhìn là mình biết, mình đủ hiểu là mình chạy là thượng sách rồi đó. Bây giờ mình không thể nào mà mình cứu được luôn á. Ok, mình đã mở được cái đoạn, cái chỗ này là chỗ nào đây? À, có vẻ như vô đây có vẻ như nó sẽ sai sao ấy. Ừ, sai sai thiệt. À, tốn hết 750 vô mua cái gì vậy, mình cũng biết nữa. Ok, một cái chạy. Ú, đau. Rồi, ăn hành luôn. Hay thật. Giờ còn hai thanh niên kia là chết chắc luôn rồi đó. Rồi, còn đúng một người. Rồi, xin lỗi, mình chết luôn. Rồi, game over luôn rồi. Ai, sợ thiệt cần chứ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình chuyển qua một cái map khác để mình chơi clip. Hồi nãy là mình chơi map story of phone, bây giờ mình sẽ chơi clip cái ở dưới, xem cái ở dưới này là gì coi. Cái này nè, à. Mình cũng chưa rõ này là gì hết rồi, mà nó không, nói chung cứ vô đi rồi kính vô chơi là sẽ biết nó là gì liền. Ok, sao mà mình thấy có ba thằng vậy? Có thanh niên nào vô nó? Ok, có rồi. Ô hên. Cử không có ai chứ. Ủa? À, 10 giây nữa. Nãy giờ quên để ý cái vụ số 10 này. Ok, vô trận rồi. Ủa? Cái này bảo đảm là mình sẽ không mua cái chỗ này nữa đâu. Mình mua chỗ này nó thấy lỗ quá, chắc mình sẽ mua ở trên kia. Mày à con, đi ra đây mà phá hoài thiệt tình. Chắc mình sẽ đứng đây mình cần. Ui, ủa nó ra đúng nhanh luôn. Quá đề heo, ủa nó ra cực kỳ nhanh luôn ấy. Yeah, ok, gặp ngay đồng đội tốt rồi đó. Bây giờ mình chỉ cần đứng đây thôi là ngon rồi, không cần phải đi đâu xa cả. Mày à con. Ủa hết đạn rồi. Ôi, hên vãi. Được 280 tiền, bây giờ mình chắc mình sẽ để dành khoảng 500 tiền. Ê, ui, từ từ anh hai, từ từ. Chuyện đâu còn có đó. Ok, round thứ 3 rồi. Để dành 500 dễ thôi mà. Hay là mình cho nó phá cái này nha. Theo như mình nghĩ nên cho nó phá cái này đi. Đó. Mấy con quỷ này nó xuất hiện rồi, đó. Nó phá đúng nhanh luôn. Thiệt chứ, ôi công nhận nó phá cực kỳ nhanh. Ồ, sắp đủ rồi đó, yeah. Đủ 500 rồi, bây giờ có nên mua luôn không ta?
Hay là mình để chút nữa rồi mình thẳng mua nha. Tại vì đủ 500 á là mình sẽ mua được cái trong này nè. Ồ, sát người kìa. Wow. Hay như mình nghĩ chắc là mình nên để cho nó phá cái này đi. Rồi sau đó mình thẳng sửa. Tại vì sửa được tiền mà. Ok, bây giờ mình sẽ mở cái office thôi. Không có để lâu nữa. Bây giờ mình sẽ lên đây mình mở cái office ở trên này để coi thử. Ok, đi lên trên này chơi. Để coi trên này có con quỷ nào trên này không cái đó. Ok, có giáp rồi nè. Yeah. Ủa. Rồi, có giáp rồi, có giáp. Au! Nè, que. Ui, con chó. Ôi, bố khỉ. Ui. Ui, da đau. Ui, da đau thiệt đó chứ. Ui, da. Cái bọn này nó đánh mình mỗi lúc mọi nơi luôn ấy. Rồi, một thanh niên đã về thành dưỡng sức rồi. Ok, phải cứu nó mới được. Au! Từ từ anh. Ôi mấy anh zombie này. Tướng đi cua cây mà sao đánh thấm thế không biết nữa. Bây giờ mình sẽ để dành 500 để mà mình mua cái shotgun ở bên kia. Hoặc là mình mua giáp đi. Mình nghĩ mình nên mua giáp đi sướng hơn ấy. Oh man, có một số thanh niên khá là rảnh. Không hiểu sao tự nhiên lại mua cái hồ keo chi không, cái đó chi không biết nữa. Đó. Mày biến cho khác giùm tao cái. Trời ơi, có sợ mày lắm luôn ấy. Ok, được 400 mấy rồi. Bây giờ thêm một chút nữa là đủ tiền mua được cái shotgun. Ơ đồ nhau à, đang chơi bị disconnect thiệt tình chứ. Ai. Lâu lâu được cái kim ngon vậy mà bị disconnect. Ôi hên quá. Vô lại. Oh, man. Mình chết luôn rồi. What the hell, không thể nào kinh được. Ở trên này có chỗ đi nè, để mình lên đây coi thử coi trên này nó có gì đây ha. Ôi ơi. Giáp da, giáp này của bắp mà. Rồi xong. Ôi cái, mình chưa thấy cái game nào nữa mà nó over nhanh tới mức này luôn ấy. Ở thì cần chứ mình chết cái là thất game over luôn. Ôi công nhận mấy thanh niên này lầy quá. Ok, mình sẽ bắt đầu lại mới được. Trận này mình sẽ cố gắng sống lâu lâu cái. Có vẻ như nó hơi lắc lắc ấy. À. Ok, vô trận thôi. Bây giờ là mỗi người nên phân ra một chỗ nè. Đấy, để đứng tránh bị tránh bị con nó. Ôi trời ơi, đất ơi, đi cái kiểu gì vậy sao mình. Cánh bên kia kìa. Ấy, ui da, nó ra hồi nào vậy không thấy luôn ấy. Hú hồn. Để coi thử coi cái chỗ nó spawn nằm đâu nha. Đây, rồi, thấy rồi. Thấy cái chỗ spawn rồi. Ok, đồng đội khá là tốt đấy. Vậy là ngon rồi. Mình chỉ sợ là vô mình gánh kim giống như hồi nãy nữa khổ luôn ấy. Mình gánh không nổi luôn. Chắc bây giờ là mình sẽ để dành 500 để mà mình mở cái. Ôi ơi. Ui, ui, sao đông vậy? No. Thôi chết giùm cái đi anh ấy. Ừ, đúng rồi. Ôi thanh niên này kinh. Cầm kiếm ra chơi với nó luôn. Khiếp, vậy là hay. Vậy là có rồi đó. Từ từ, nó xuất hiện. Đấy, biết mà. Đủ 500 chưa coi? Chưa đủ. Rồi, một thằng ao rồi. Không ổn rồi, trận này có vẻ như không ổn rồi. Rồi, một thanh niên nằm một chỗ luôn. Oh man, vậy sao chơi? Đùa. Yeah, hay quá, mình lại cứu thằng này mới được. Ui, hú hồn. Ôi, mép nữa là bị ăn hành rồi. À, theo như mình nghĩ chắc là bây giờ mình khoan đi lên trên kia đi. Bây giờ mình sẽ đứng ở đây tạm thời. Đấy, còn con chó nè. Gấu chó này nguy hiểm lắm nè. Mình sợ con gấu đó luôn á. Mình sợ con chó đó lắm luôn ấy. Nó chạy thì nhanh mà nó nhỏ nữa.
Ok, đấy, ít ra cũng phải vậy chứ. Ý, sau lưng cạnh này. Ok, ổn rồi đó. Ui, ôi, đang tính đi lại sửa chữa nó nhảy đâu ra một ồ, cái ồ, mém nữa luôn. Quýu tai rồi. Khổ thiệt. Bây giờ chắc mình nên đứng ở dưới này đi. Rồi từ từ lên sau cũng được. Đứng ở dưới này đi rồi lên sau. Đây cái thằng khít. Ôi zombie con. Zombie con đúng khó chịu luôn. Zombie con với lại con chó là đúng khó chịu luôn. Ok. Wow, thôi, chuyện đâu còn có đó. Cứ từ từ. Ok, hên vãi. Ủa thanh niên kia chạy đâu rồi? Ôi, nó chơi nó mở luôn rồi. Lầy vậy. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình chạy lên trên này thôi. Kệ nó, bây giờ nó... Wow. Ôi, sao đâu ra mà nhiều như vậy? Ok. À, bây giờ là mình đủ tiền để mà mình mua được một cái shotgun nè. Đấy, mình sẽ hố một cái shotgun đã rồi tính sau. Giờ lại mình mua thêm một cái giáp nữa. Yeah. Mày lại đây. Ôi, shotgun bắn nó đúng thấm luôn. Đấy, ít ra phải vậy chứ. Mình đủ tiền rồi đó, bây giờ mình sẽ mở cửa cái bên này. Tại vì đẹp, tại vì mình cần mua cái giáp này nè. Đó, giáp này giúp mình nó trâu hơn nhiều. Chứ mà mình không mua giáp đó thì cũng hơi khó một tí. Mày à con. Ây da. Hết đạn. Ok. Yeah. Hay quá. Bây giờ một mình xông pha sao nói. No. Holy shit. Ai. Rồi thì ok thì chắc mình sẽ dừng video này tại đây thôi. Thì nếu như các bạn nào thích thì hãy like, share video này và subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nha. Bye bye.